Hello mọi người, lại là mình Sunny đây. Ok, hôm nay là một cái chủ đề nó hơi ngốc nghếch một chút. Đó chính là mọi người có biết là tôi đã từng tiêu bao nhiêu kim cương giống mấy cái đống đồ trong game Play Together không? Thật ra nha, Nhi cũng từng kiếm rất là nhiều kim cương luôn. Nhưng mà vì cái sự tiêu xài kim cương của tôi phung phí quá, cho nên bây giờ mọi người nhìn cái số kim cương tôi là mọi người thấy trầm cảm đó đúng không? Có 27 kim cương cho ai lấy luôn á. Thì thường không biết là mọi người tiêu kim cương vào việc gì, nhưng mà tôi nha, tôi hay tiêu kim cương vào những cái đầu tóc trăm mấy kim cương trong cửa hàng nè, rồi những cái lúc mà game ra mấy cái bộ đồ đã trang phục nguyên một bộ mà bán bằng kim cương đó, là bộ nào tôi cũng mua sạch, tôi không có bỏ sót một cái bộ nào hết. Từ cái bộ đồ tuần lộc tới cái bộ đồ idol, rồi tới cái bộ đồ mẫu giáo, cái bộ đồ màu xanh lá cây mà cái kiểu gì ta, cái nhân vật gì đó kìa. Rồi mới đây nè, cái bộ đồ mèo 200 kim cương, rồi bộ đồ em bé cũng 100 kim cương. Đấy, những cái bộ đồ đốt kim cương như vậy mà tôi mua hết á. Rồi sao nữa, thêm một cái mà nặng tiêu xài kim cương nữa, đó chính là mở hộp. Trời ơi, cái nhân phẩm này, cái nhân phẩm mà ta nói cho người ta không lấy nè, của tôi á, mà đi chơi mở hộp thì mọi người biết là cái kết cục thế nào rồi đó. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, có minh chứng rõ ràng cho mọi người luôn. Trước khi mà vô cái video xàm xí đó thì cho mọi người xem lại cái nhân phẩm rất là đỉnh cao của Nhi mỗi lần mở hộp nè. Hôm nay Nhi chưa có mở hộp vịt đó, hôm nay Nhi sẽ mở hộp vịt cho mọi người xem nha, để mọi người xem cái nhân phẩm của tôi. Ta-da! Ta-da! Yay, 500 tiền sao, quá ghê gớm. Để cho mọi người xem cái nhân phẩm tuyệt đỉnh của tôi nè. 2, 3. Oh no 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 no. Wow, tuyệt vời chứ mọi người. Trời ơi, tôi nói mở hộp xuất sắc, không ai bằng Nhi hết mọi người ơi. Này là game đổ chứ không phải Nhi đổ. Giờ mà ra tiền sao nữa là tôi nói best nhân phẩm của ngày luôn. Quá tuyệt vời, 3 hộp ra 3 tiền sao. Đó. Tuyệt vời quá mọi người, cho Nhi 10 điểm. Cho Nhi 10 điểm với cái nhân phẩm đỉnh cao của Xuân Nhi nè. Tôi quá quen thuộc rồi. Đấy, thì hôm nay Nhi sẽ show lại cho mọi người xem những cái video Nhi đã từng đốt kim cương như thế nào nha. Có lẽ là nó không có hết đâu mọi người. Có những cái lần mà tôi tiêu ít kim cương, mấy chục kim cương mà tôi không có quay lại. Tôi toàn quay lại mấy cái lần mà trong mấy kim cương thôi, để cho thấy được cái sự ngu ngốc của mình. Đấy, thì hôm nay mọi người cùng xem cái sự ngu ngốc đó cùng tôi nha. Trời, em bé nó ngủ luôn rồi kìa. 3, 2, 1, bắt đầu. Nếu mà mọi người xem video gần đây của Nhi thì chắc là không biết Nhi là một người cuồng tóc đâu ha. Cái đầu tóc mà Nhi đang mang cũng trăm mấy kim cương đó, cái đầu tóc cam ấy. Đấy, còn đây là bây giờ đoạn này đang là muốn mua một cái đầu tóc khác cũng 108 kim cương này. Đang phân vân giữa cái màu trắng và màu matcha đó. Và cuối cùng cũng chốt màu trắng mọi người ha. Vì sao? Vì màu trắng nó dễ phối á. Đấy, mới nhắc Tào Tháo cái là Tào Tháo tới liền mọi người. Cái đầu tóc cam kìa, khúc này là đang muốn mua cái đầu tóc cam đó đó. Tiền ten, 120 kim cương tiêu trong 2 giây, tuyệt vời quá Nhi ơi. Cái mặt Nhi lúc này là kiểu không biết nữa, không nhớ. Vâng, cái nghiệp mà nghiện tóc vẫn chưa tha cho Nhi mọi người ạ. Khúc này mới nhận xong 400 kim cương của nhà phát hành, cái vô tiêu kim cương liền luôn. Ứng cử viên sáng giá là đầu tóc hai chùm này, chốt đơn. 120 kim cương bay tiếp rồi. Mọi người tưởng hết rồi ư? No. Trời ơi, còn vui vẻ gì mà chào trời. Và ứng cử viên tiếp theo cũng 108 kim cương với đầu tóc hồng hai chùm hai bên. Cái đoạn này là thượng đế cố tình hiện cái binh yếu lên để ngăn cản rồi, nhưng không, em nó vẫn mua mọi người ạ. Em nó vẫn tiêu kim cương. Ôi là trời, tại sao vậy Nhi? Tại sao? Trời ơi, cái nghiệp tóc nó chưa đủ hay sao mà còn thêm cái nghiệp trang phục nữa hả mọi người? Gói kỳ lân ảo mộng mua. Trời, 200 kim cương. Ngất nước mắt. Vui lắm em ơi, lòng anh rộn ràng như mùa xuân chảy hồi. Trời ơi, vui vẻ gì mà cười. Cái đoạn này kiểu cái gói 200 kim cương người ta còn mua 3 cái gói 100 kim cương là gì? Mua. Mà thật ra cái gói này mua là vì cái cây cỏ bốn lá mà hô hơ trên tay đó mọi người. Thôi thì mấy gói tháng trước nó hơi xa lạ với mọi người nhỉ. Mình tới cái gói gần đây đi. Cái gói cú đấm mèo meo 200 kim cương này nè. Chốt đơn. Mà cho mọi người nghe cái sự sung sướng của Xuân Nhi khi chốt đơn 200 kim cương nè. Da 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 da. Wow. Cái đầu tóc, ui. Trời ơi, mới nhìn thấy cái bóng của đầu tóc mà tôi đã thấy đầu tóc này rất là đẹp rồi mọi người. Tóc mèo hai bên, kiểu tóc thả xuống hai bên thật đáng yêu. À, đỉnh nha. Ui, mặt mèo, đang nghĩ gì vậy nhỉ? Đang nghĩ xem là mặt đẹp như thế này rồi có anh nào rước về nuôi không? Dễ thương ha. Con bạn đồ tai mèo này vẫn lên, có thể nghe thấy ngay cả âm thanh nhỏ nhất.
dễ thương. Ủa, cái áo nỉ mà mèo tam thể, ui thích cái áo này lắm. Phong cách khiến tôi tưởng đến liên tưởng đến mèo tam thể. Ồ, đúng rồi, mèo tam thể thì có ba màu, thì đây cái áo này cũng có ba màu nè. Chụp cái váy, đây cái váy mà tôi nói là có cái đôi tất rất là ngầu nè mọi người. Có gắn chiếc đuôi mang ngoại, ui là cái đuôi nó gắn một cái váy hả? Nãy giờ tưởng cái đuôi gắn một cái áo không á. Cái món này hơi quá mọi người ơi. Và một cái đôi giày mèo tự nhiên muốn nhảy lên một nơi nào đó thật cao. Ok, vậy là mình đã có 6 món, trời ơi, cái gói này đỉnh quá, 200 kim cương mà được 6 món luôn. Và vâng, cái gói gần nhất đây mọi người à, mới tiêu ngày hôm qua hay hôm trước gì đó thôi mọi người. Cái gói em bé 100 kim cương này nè. Và cái gói này chính thức đưa tôi trở lại với thời kỳ nghèo kim cương mọi người nha. Thật ra là trước đó đã nghèo rồi, nhưng mà cái lần này là đỉnh cao của sự nghèo mọi người. Tiêu kim cương vô những cái đầu tóc ở cửa hàng, ok. Tiêu kim cương vô những cái gói trang phục của nhà phát hành game, ok. Nhưng mà chưa hết nha mọi người. Tiêu kim cương vô trang trí nội thất. Mọi người nghĩ là mấy cái nhà mà tôi hướng dẫn mọi người xây chỉ có tiền sao thôi hả? No, chưa có cái lần nào mà tôi xây nhà mà tôi không có tiêu kim cương hết mọi người. Nó cũng tốn vài chục, hai ba chục, bốn năm chục rồi đó. Nhưng mà cái lần này là đỉnh cao nhất nè. Một lần tiêu 146 kim cương và 180.000 tiền sao. Trời ơi Nhi, cái thời kỳ Nhi giàu qua rồi Nhi nha. Đừng có bao giờ hồi tưởng lại cái thời kỳ đó nữa. Ngưng nước mắt. Đây chỉ là những cái video mà Nhi show lên cho mọi người xem thôi. Có những cái video ví dụ như là mua bộ đồ tùng lọc nè, hay là bộ đồ mẫu giáo cũng 200-300 kim cương đó. Rồi cái gì xây cái nhà kỳ lân hồng cũng tốn mấy chục kim cương đó mọi người. Đấy, tức là không có, có cái lúc Nhi không có quay lại. Cũng có cái lúc Nhi quay lại nhưng mà kiểu Nhi không có show cho mọi người xem. Đấy thì mình tính sương sương thôi nha. Tổng tất cả kim cương mà tiêu trong những video ở đây á, là nó đã lên con số 1.000, hơn 1.000 rồi. Huống hồ là nếu mà tổng tất cả thì chắc là nó mấy ngàn nữa đó mọi người. Nó có sách mách có chấn luôn. Trên cái kênh Sunny Gaming YouTube của tôi á, là tôi có một cái file playlist là cái Sunny và trò chơi nhân phẩm. Thì trong này tôi tập hợp những cái video mà tôi mở hộp bằng kim cương nha. Đầu tiên là cái video trò chơi nhân phẩm đầu tiên á, là tôi đã tiêu gần 360 kim cương. Cái video thứ hai test nhân phẩm mở hộp với là hộp hoa hướng dương là tôi tiêu hình như tầm đâu vào 200 kim cương á mọi người. Tới cái hộp mà test nhân phẩm với cọc tú cầu là tôi tiêu 250 kim cương, tại vì mỗi lần là tôi mở 10 hộp. Với cái video cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc này thì tôi cũng tiêu gần 350 kim cương. Và cái video cuối cùng test hộp bằng hộp xương rồng á thì cũng tiêu tầm đâu 250 kim cương đó mọi người. Tổng cộng là gần 1.500 kim cương, thì thành ra hai lần là thành nhiêu rồi, 2.500 kim cương rồi mọi người à. Con số đó chưa phải là tất cả, nhưng thôi Nhi dừng ăn đây, các mọi người lại tưởng Nhi giàu thì là Nhi giàu, nhưng mà Nhi giàu tình cảm nha. Ok, và video hôm nay chỉ show nhẹ nhàng vậy thôi mọi người à, chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là nhẹ nhàng và vui vẻ nha. Coi video tôi nghe nói được rồi đó, đi đào vàng đi mọi người. Đi đào vàng mà lấy bộ đồ ở gì, cái tương cà tương ớt đi. Tôi thì tôi phải đi chỉnh cái video để đăng lên cái kênh YouTube mới của tôi liền đây. Hôm nay hứa với mọi người là nó phải lên hình rồi mà giờ chưa edit xong nữa. Thế nên là bây giờ tôi đi nha. Cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một like và tạm biệt mọi người. Sayonara.